Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng ở đâu. Và ngày hôm nay là buổi tối ngày 9 tháng 7 năm 2024, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng tiếp tục cập bến và lên sóng giới thiệu cho bác một chiếc âm ly của hãng Đài Loan có cái mã model là PMA890DG. Và nhắc tới cái mã model là 890DG này thì không hề xa lạ gì với tất cả các bác trong giới audio. Và âm ly thì tình trạng của chiếc âm ly thì cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Âm ly thì được sản xuất vào những năm 1989 và so với thời điểm hiện tại thì đã gần 40 tuổi rồi, trên 30 tuổi. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng, so với độ mới thì đẹp trên 95% các bác nhé. Với cái con âm ly đế lông 890DG này, các bác có thể kết hợp nghe nhạc mạng, nhạc số, nhạc từ trên YouTube, TV qua cổng giải mã. Con này thì có hai cổng giải mã Optical 1 và Optical 2, rất là dễ cho các bác sử dụng ngay khi nghe nhạc mạng, nhạc số. Và âm ly đế lông 890DG này thì có một cái công suất ra loa cực kỳ là khỏe, nên là các bác có thể kết hợp ghép với những dòng loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu từ bass 30 hay bass 40 rất là tốt. Với cái công suất ra loa với trở kháng là 6 ohm với trở kháng là 6 ohm các bác nhé, là 130W trên một kênh, và trở kháng là với là trở kháng là 8 ohm, công suất ra loa là 110W trên một kênh, nên là các bác rất là dễ phối ghép với tất cả các dòng loa. Và đặc biệt các bác phối ghép với những dòng loa bow, các bác kết hợp thêm con vang, con mic hát karaoke gia đình nhà mình thì rất là hay đấy. Và âm ly đài lông thì có cái mã model là 890DG này có một cái kích thước chiều ngang là 47cm và chiều cao là 18,1cm, chiều sâu là 42cm các bác nhé. Trọng lượng thì cực kỳ là nặng, lên tới 19,4kg đấy. Và trên đây thì nó là một cái câu thông số của chiếc âm ly đài lông 890DG. Và sau đây thì em Tuấn Hưởng cũng sẽ tiến lại máy quay gần hơn, sẽ quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc LED của chiếc âm ly trong buổi tối ngày hôm nay để cho các bác cùng trải nghiệm ạ. Dạ vâng, cũng như là các bác đã thấy thì đây là chiếc âm ly đài lông có cái mã model là 890DG. Con này được sản xuất vào những năm 89 và so với thời điểm hiện tại thì rất là lâu rồi, trên 30 tuổi cơ. Nhưng mà mặt mỗi con này thì gần như là không có một vết xước lông mèo lông chuột gì các bác nhé. Đấy, mặt mũi đẹp leng keng xà beng này. Mặt con này thì sử dụng với là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp này. Đấy. Chơi một lúc được hai cặp loa của một lúc A B và A cộng B các bác nhé. Đấy, con này thì bên đây thì nó là cổng quang giải mã. Đấy, có optical 1, optical 2 này. Đấy, rất nhiều các cổng đường vào cho các bác ăn chơi như tép này, digital là cổng quang giải mã này, CD này, follow dành cho đĩa than, tuner, AUX. Và con này thì có chỉnh cả bát này, chép này, ba lăng cần loa theo máy các bác nhé. Đấy, bên đây thì là volume tổng. Mặt mũi thì đẹp leng keng xà beng này, không hề có một vết xước lông mèo lông chuột gì. Đấy. Tất cả thì còn rất là zin xịn nguyên bản các bác nhé. Đây là hai cái hồi gỗ chiếc âm ly đấy ạ. Đấy, hồi gỗ thì đẹp xuất sắc này. Con này thì cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì hiện tại thì chưa hề được spa hay là mông má gì các bác nhá. Hồi thì không bể lở này, không xước mẻ đấy, rất là đẹp, mặt phay nhôm màu vàng chanh, đẹp leng keng xà beng luôn. Các bác thấy thì từ những cái cổng rắc hoa sen này còn rất là sáng này đấy. Đây thì nó là cái cầu loa các bác nhá, cầu loa này. Đấy, AB, A bên trên và B bên dưới này. Và con này thì sử dụng với cầu điện là hai cầu điện, nên là các bác có thể chuyển sang cầu điện 220 được, nên là không khi các bác sử dụng không cần phải mua cái cục đổi nguồn các bác nhá. Đấy, âm ly đài lông 890DG. Đẹp xuất sắc, đẹp như mới, đẹp trên 95%. Và con này thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để và giao lưu với các bác mức giá rất là tốt, mức giá chỉ có 17 triệu đồng thôi các bác nhé. Và các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 TQ1, hoặc đến trực tiếp tại số nhà 84B ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng bên em Tuấn Hưởng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn lại các bác trong video tiếp theo.